Trên nguyên tắc thì thưa các vị, đạo Phật vẫn là một thôi. Cho dù đó là tông thiền, đó là tông mật, đó là tông giáo, đó là truyền thống niệm Phật, đó là truyền thống tụng kinh, đó là truyền thống học luật. Nhưng mà cái định chuẩn cuối cùng mà thưa các vị, dù tông nào cũng lấy cái sắc thái đặc thù là trí tuệ là một, hai là từ bi là hai nha. Từ hai điều này nó vẫn hành thành cái công trình hành đạo. Tất nhiên là nếu chúng ta đi vào cái chiều hướng là thừa tiếp mạch trải tâm linh này để phân tích thì nó rất là nhiều cái ngõ tẻ trong đây, tức là rất nhiều cái dòng chảy để hợp thành trí tuệ. Trí tuệ này có khi nó từ cái công trình học tập kinh văn, có khi nó từ cái công trình thể ngộ đạo nghe. Đa phần dòng thiền thì nó không có thông ngang qua cái con đường học tập kinh văn, giáo nghĩa như các vị luật sư, mà đa phần đi vào cái hướng phát triển trí tuệ bằng con đường hành trì thôi. Con đường hành trì đó là khi có công phu thiền định, khi có sự thực tập, và bằng cái năng lực rất kỳ vĩ của những vị thầy thì có thể khai ngộ để người ta đón nhận được ánh sáng chánh pháp nơi tâm thức và an trú nơi đó để hành trì, thì nó khai triển năng lực trí tuệ. Không biết cái điều mình nói là đại cương vậy đủ dễ hiểu không? Ví dụ mình không học hành chi nhiều nhé, thế nhưng mình có một niềm tin vững chắc rằng là khi đi vào công phu thực tập á, mình chỉ cần đi vào cái cửa ngõ thiền quán, mình làm một việc đơn giản thôi, đó là mình luôn làm người nhận biết tất cả những vận hành của thân thôi. Hay nói cách khác là chúng ta an trú ngay nơi pháp niệm thân hành thôi. Đây là cái cửa ngõ mình quen lắm, cho nên mình nói điều này nó dễ nhất thôi. Các vị luôn làm người quan sát thân của các vị, không cần nhiều nghe. Phát sinh hai điều liền, định và tuệ liền có mặt trong cái cách các vị hành trì đó. Tại sao vậy? Tại vì tôi không có để tâm thức tôi lang thang ngược xuôi đi đâu cả. Tôi chỉ làm một việc rất là luôn an trú trong định, là tôi đang nhận diện về tự thân tôi thì đã có định này nhé. Thế rồi không bị tâm thức ngược xuôi quá khứ bị la gì nó lôi kéo nó sao lãng cả, cho nên tôi nhận biết hoàn toàn giây phút hiện tiền này tôi đang quan sát toàn thân tôi, thì tuệ liền phát sinh, tức là cùng một lúc có định và có tuệ. Thế thì từ công phu hành trì chánh niệm nơi thân thì các vị đạt được trí tuệ. Cái điều này rất tự nhiên á. Hình dung rằng là nếu ta học bài mà tâm thức ta nó cứ ngược xuôi thì không thể thuộc được. Nếu ta làm một việc mà ta cứ làm một chút rồi ta lại bỏ đi, ta làm việc khác thì chắc chắn rằng việc này không xong. Dùng một ví dụ dễ hiểu là mình nấu cơm thôi, bắt nồi cơm lên, cái mình nghĩ rằng là thôi để xuống đi rồi chạy làm việc khác rồi chút trở lại bắt nồi cơm lại. 10 lần như vậy thì thưa các vị, đổ gạo luôn, không có nồi cơm đâu. Thì năng lực chánh niệm nó làm thành định lực, làm thành trí tuệ là như vậy. Và khi có trí tuệ này thì thưa các vị, cái sự tự nhiên đó là khả năng bén nhạy của các vị nó rất ư là tự nhiên. Mình có khả năng bén nhạy, nghe người ta nói một câu thôi, cái điều này không cần học đó, không cần đi vô ngành tâm lý gì hết đó. Các vị lắng nghe ta nói một câu thôi, các vị biết rằng con người này trạng thái tâm đang u uẩn, lắng nghe một câu thôi biết rằng cái tập khí người này là tập khí lừa dối, tập khí này là nói những lời ve vuốt làm mặt với mình thôi, chứ còn trong bụng người ta nghĩ khác. Thưa các vị, cái điều này rất tự nhiên thôi nghe. Ai có tu thì các vị tự mình nghiệm ra là tự nhiên rồi, mình có một khả năng rất tinh tường quan sát mình được thì quan sát người được, chứ không có chi khó hiểu cả. Nó là như vậy. Thế nhưng mà nếu mình chỉ phát triển một thứ này thôi thì cuộc đời này không ai sống được với mình đâu nghe. Mình thiếu tâm từ, cho nên mình đầy phê bình, đầy phán xét, không chấp nhận được ai cả. Do vậy cho nên cái nguyên tắc thực tập là khi có tuệ thì từ nó phải cùng phát triển nên nó làm cân bằng. Ở mức độ thấp của người chưa tu thì thưa các vị, tình cảm và lý trí nó luôn cân bằng nhé. Nếu hai cái này mà không cân bằng thì thưa các vị sẽ trở thành người rét mướt sụt sùi bị người lừa gạt.
đó là nặng tình cảm. Nếu các vị nặng lý trí thì các vị là con người vô cùng tính toán, cái gì cũng bỏ lên cân cả, không có con ma nào nó sống được với các vị đâu. Đừng hòng là có người chồng hay vợ hay con cái gì có thể sống được với các vị. Một cái đầu như vậy thì thưa các vị không cách chi mà sống được. Đó là nhân gian, trong đạo cũng vậy nghe. Càng phát triển đời sống tu, càng phát triển đời sống tâm linh thì hai điều này nó phải cân bằng là như vậy. Thế thì thưa các vị, thừa tiếp cái mạch nước tâm linh trải ngầm này, nó tặng cho chúng ta món quà thứ nhất là có thể không đi vào con đường kinh văn để học tâm kinh nghìn sách. Thế nhưng mà bằng một con đường thực tập thôi thì thấy được đạo, thể ngộ được tâm, biết được con đường tâm thức ta có phần sinh diệt và phần bất sinh diệt, và thể nghiệm nó thì đối với thiền đốn ngộ gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Và khi các vị nghiệm ra điều này thì năng lực trí tuệ các vị nó phát sinh. Các vị có thừa dũng lực để tự mình an trú ngay nơi tự thể tâm của mình để hành trì. Không nhất thiết là phải lông bông chạy lăng quăng ngược xuôi đầu nọ đầu kia. Các.